Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 17 tháng 4 trên kênh VTV và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do một khối không khí lạnh cuối mùa di chuyển từ phía Bắc xuống, kết hợp thêm với đó là vùng hội tụ gió trên cao đẩy mây ẩm từ ngoài biển Đông vào đất liền. Từ đêm nay tới đầu tuần tới, miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng. Vào gần sáng ngày mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, trong đó ở khu vực các tỉnh thành phố như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La trở sang đến khu vực các tỉnh thành từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa trong ngày mai phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi có mưa to trên 100 mm. Mưa và không khí lạnh sẽ làm cho nền nhiệt ngày mai ở miền Bắc giảm rõ rệt. Ở các tỉnh thành phố vùng núi phía Bắc giảm xuống mức dưới 20 độ, trời chuyển rét về trưa và chiều. Còn ở các khu vực các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 24 độ, trời chuyển lạnh. Lưu xuống khu vực miền Trung, không khí lạnh lần này chủ yếu tác động đến phía Bắc của miền Trung là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho ba tỉnh này từ gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực ba tỉnh Bắc Trung Bộ này ở mức từ 25 đến 26 độ, trời chuyển lạnh. Các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trong ngày mai trời cũng chuyển nhiều mây hơn, có mưa rải rác về chiều và tối, nhiệt độ giảm xuống dưới mức 31 độ. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trong ngày mai vẫn là ngày có nắng về chiều và tối, cục bộ có nơi có mưa vừa và dông, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Nhìn xuống ở phía Nam tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam đầu mùa. Về chiều và tối mai có mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó ở khu vực các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng trở sang đến khu vực các tỉnh như Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh của Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong ngày cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ, ở các tỉnh Nam Bộ ngưỡng nhiệt trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.